Ba chiếc lông chim. Ngày xưa, có một ông vua. Nhà vua có ba người con trai. Hai người con đầu thông minh, sáng trí. Người con thứ ba ít nói và đần độn, nên mọi người gọi là thằng ngốc. Khi đã già, biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhà vua suy nghĩ không biết chọn đứa nào trong ba người con trai sẽ thừa kế ngai vàng. Rồi nhà vua nói với các con: "Các con hãy ra đi, ai mang cho cha tấm thảm mịn đẹp nhất, đứa đó sẽ là vua sau khi cha khuất núi." Để cho các con khỏi tranh cãi nhau, nhà vua dẫn ba con ra trước hoàng cung, thổi cho ba chiếc lông chim bay và nói: "Lông chim bay về đâu thì các con đi về đó." Một chiếc bay về hướng đông, một chiếc bay về hướng tây, chiếc thứ ba bay thẳng và rơi ngay gần đó. Một người anh đi về phía tay phải, một người anh đi về phía tay trái. Cả hai cười nhạo báng người em thứ ba, người ở lại với chiếc lông chim thứ ba. Thằng ngốc ngồi buồn rầu. Bỗng nó thấy ở bên cạnh chiếc lông chim có nắp hầm. Nó nâng nắp hầm lên thì thấy có bậc thang đi xuống. Thằng ngốc bước xuống thì thấy có cửa đóng kín. Nó gõ cửa thì nghe có tiếng vọng ra: "Này các thiếu nữ thanh tú, này bà già béo ụ kia, cả con chó của bà nữa, mau ra mở cửa xem ai đứng chờ." Cửa từ từ mở, chàng thấy một con cóc lớn mập với bảy cóc con. Cóc lớn mập hỏi chàng có mong muốn gì. Chàng đáp: "Tôi muốn một tấm thảm mịn đẹp." Nó sai một con cóc con và nói: "Này các thiếu nữ thanh tú, này bà già béo ụ kia, cả con chó của bà nữa, lấy ra đây một hộp lớn." Cóc con mang hộp ra. Cóc lớn mập mở hộp, lấy ra một tấm thảm đưa cho thằng ngốc. Chưa bao giờ lại trông thấy một tấm thảm dệt mịn đẹp như vậy. Chàng cảm ơn và bước lên. Hai người anh thì cho thằng em là đồ khờ khạo, chẳng làm nên trò trống gì. Hai người nghĩ bụng: "Ta tội gì mà phải tốn nhiều công trong chuyện này." Họ mua ngay một tấm thảm khô của một người chăn cừu rồi mang về trình vua cha. Cùng lúc đó, thằng ngốc cũng trở về mang theo tấm thảm mịn đẹp. Nhà vua ngạc nhiên khi thấy thằng ngốc lại có tấm thảm đẹp nhất. Nhà vua bảo: "Nếu đúng như lời ta nói thì vương quốc này thuộc con út." Hai người anh không để cho vua cha yên thân và nói: "Không thể để cho thằng ngốc làm vua được, nó làm gì cũng chậm chạp." Hai anh xin vua cha đặt điều kiện mới khác. Nhà vua nói: "Ai mang được về đây chiếc nhẫn đẹp nhất sẽ trị vì vương quốc này." Nhà vua dẫn ba con ra trước hoàng cung, rồi thổi cho ba chiếc lông chim bay. Hai người anh, người đi về hướng đông, người đi về hướng tây, đi theo hướng lông chim bay. Thằng ngốc đi thẳng về phía chiếc lông chim thứ ba rơi, nơi có nắp hầm. Nó đi xuống dưới hầm, nói với cóc lớn mập rằng nó cần một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Cóc cho mang ra một cái hộp, rồi mở lấy cho chàng chiếc nhẫn đẹp nhất. Hai người anh cười thầm trong bụng về chuyện thằng ngốc cũng đòi tìm nhẫn vàng. Họ chẳng phải đi đâu xa, cạy ngay ở xe tứ mã một chiếc nhẫn và đem về trình nhà vua. Đến lượt thằng ngốc trình nhẫn,
nhà vua xem rồi nói: Vương quốc này là của thằng thứ ba. Hai người anh không chịu, hành hạ nhà vua bằng những lý do này khác, cho tới khi nhà vua đồng ý đặt điều kiện thứ ba. Nhà vua nói: Vương quốc này sẽ thuộc về người mang được một người vợ đẹp tuyệt trần về đây. Nhà vua lại thổi ba chiếc lông chim bay. Ba chiếc lại bay ra ba hướng như trước. Thằng ngốc chẳng đi đâu xa. Nó tới chỗ cóc lớn mập và nói: Tôi phải mang được về nhà một người vợ đẹp tuyệt trần. Cóc đáp: Ai chà, người vợ đẹp tuyệt trần à, làm sao có ngay được. Nhưng rồi chàng cũng có thôi. Cóc đưa cho thằng ngốc một củ cải rỗng ruột và cỗ xe có 6 con chuột kéo. Thằng ngốc thấy thế than: Tôi biết làm gì với những thứ đó. Cóc bảo: Cứ bế đặt một con cóc con lên xe. Chàng cứ thế làm theo. Bỗng cóc con biến thành người đẹp tuyệt thế giai nhân. Củ cải biến thành cỗ xe ngựa. 6 con chuột thành 6 con ngựa. Chàng hôn người đẹp, đánh xe về hoàng cung, trình diện nhà vua. Hai người anh vào ngay trong làng, chọn thiếu nữ đẹp đem về trình nhà vua. Nhà vua ngắm nhìn một lượt và phán: Sau khi ta khuất núi thì con út sẽ lên nối ngôi. Hai người anh nói nhiều tới mức nhà vua nhức tai, đau đầu và la ầm ĩ: Không thể có chuyện thằng ngốc lại làm vua. Hai người đòi nhà vua phải cho ba cô con dâu thi tài với nhau bằng cách họ phải nhảy qua vòng treo ở giữa đại sảnh. Hai người anh nghĩ bụng: Hai thiếu nữ nông thôn khỏe mạnh nên chắc dễ dàng nhảy qua vòng, còn cô gái yểu điệu kia sẽ chết vì nhảy thôi. Nhà vua cũng đành ưng thuận cho thi tài. Hai thiếu nữ nông thôn dễ dàng nhảy qua nhưng đều bị trẹo chân tay. Cô gái yểu điệu của thằng ngốc nhảy lướt nhẹ qua vòng như hươu nhảy. Thế là hai anh chẳng ca thán được nữa. Em út được nối ngôi chỉ vì đất nước trong cảnh thái bình thịnh vượng.